tướng chỉ huy Nga nói Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng phương pháp bị cấm. Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine Sergei Surovikin vừa cảnh báo rằng ông có thông tin về khả năng Ukraine mở một cuộc tấn công sử dụng các phương pháp tác chiến bị cấm nhằm vào thành phố Kherson, nơi Nga vừa sáp nhập. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tập kích tên lửa ồ ạt vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovskaya nằm ở thị trấn Nova Kakhovska. Vào hôm 18 tháng 10, Moscow đã tố Kiev thực hiện một cuộc tiến công vào thị trấn này nằm bên trong Kherson, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Ngoài ra, tỉnh trưởng Kherson Vladimir Sando thông báo rằng người dân ở khu vực phía đông của tỉnh này đã bắt đầu sơ tán sang phần phía tây của sông Dnieper do mối đe dọa xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện tại đây. Không đưa ra chứng cứ, ông Sando tố lực lượng Ukraine có kế hoạch phá hủy đập thủy điện lớn tại khu vực này. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời tướng Surovikin cũng cảnh báo Kiev đang lên kế hoạch tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào thành phố này mà không cần phân tích mục tiêu. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine nhận định các hành động này có thể dẫn tới việc phá hủy cơ sở hạ tầng của một trung tâm công nghiệp lớn và gây ra lượng lớn thương vong cho dân thường. Đồng thời, tư lệnh Surovikin thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất khó khăn cho cả binh lính và dân thường Nga.